qua vùng đất Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thấy hình ảnh những cây tre là những tre làng nơi mà sinh ra và nuôi dưỡng những con người đất Việt, dù đi đâu cũng sẽ nhớ về quê hương đất tổ. Đây là hình ảnh những bông hoa hồng rực rỡ thể hiện cho tình yêu mãnh liệt, trường tồn với thời gian, cũng chính là những tâm tư tình cảm mà chúng tôi muốn gửi tới những người phụ nữ, đó là một tình yêu, những tình cảm chân thành nhất dành cho những người phụ nữ Việt. Bên cạnh đó, sắp xếp một cách khéo léo là những bông hoa hồng tươi thắm kết thành một hình lá cờ đỏ sao vàng. Những bông hoa hồng thể hiện một niềm vui tươi, niềm tin và hạnh phúc, thể hiện cho những niềm hạnh phúc của những vận động viên lúc giành được những huy chương cao quý về cho đất nước. Tiếp đến là những cành hoa lá yêu kiều này thể hiện cho mong muốn vượt lên khó khăn vất vả trong cuộc sống, những lúc tập luyện dù mệt mỏi như thế nào cũng sẽ vượt qua được tất cả. Tiếp đến, chủ đạo ở đây là những bông hoa hướng dương tươi đẹp. Những bông hoa hướng dương thể hiện cho một niềm tin mạnh liệt, một sự kiên định, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, vươn tới đại sáng của ngày mai. Những bông hoa tươi thắm này cũng là một lời chúc của tôi đến dành tới tất cả những vận động viên thể thao quân đội rằng hãy luôn vui vẻ, hãy luôn là những bông hoa tươi thắm, hãy luôn ý chí và kiên cường lên, hãy luôn vượt qua tất cả những khó khăn của cuộc sống, luôn hướng về nhau, đoàn kết là sức mạnh của quân đội. Chúng ta sẽ luôn hướng về nhau như những đóa hoa hướng dương hướng về mặt trời. Và tiếp theo là những bông hoa sen thể hiện cho niềm mong ước vươn xa vươn cao của người phụ nữ Việt. Loài hoa sen, sức sống mãnh liệt của loài hoa sen giống như những phẩm chất của người phụ nữ Việt, chịu thương chịu khó nhưng cũng rất là nổi bật và yêu kiều như cô gái Việt Nam trong tà áo dài thướt tha thương nỏ lá, luôn luôn làm cho ánh nhìn của mọi người trầm trồ và cảm xúc lên thế giới. Và những tương tượng này cũng nhắc chúng ta nhớ đến những người mẹ của chúng ta. Mẹ đã tình mẹ bao la, mẹ đã nuôi dạy chúng ta vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả, nuôi dạy chúng ta thành người. Nhưng có lẽ trong cuộc sống, trong quá khứ chúng ta đã có không dành thật nhiều thời gian để dành cho mẹ, có những lời yêu thương cho mẹ, dành những lời tư tận để lòng rằng còn yêu mẹ rất nhiều.